Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu được ở trong một mẫu CPU có những gì và làm thế nào để một mẫu CPU có thể hoạt động. Trước khi đi vào các cái thành phần thì chúng ta sẽ cần phải hiểu lại được đó chính là CPU là gì. CPU hay còn gọi là Central Processing Unit hay tạm dịch là bộ xử lý trung tâm. CPU chính là bộ não của máy tính chuyên chịu tác vụ xử lý thao tác của các bạn. Các bạn ra lệnh cho hệ thống như nào thì CPU sẽ chịu trách nhiệm gọi là thực hiện những cái thao tác đó. Ở trong một mẫu CPU hoàn chỉnh khi các bạn mua về thì trông có vẻ đơn giản thôi. Hộp thì trông hơi bầu mèo một chút, cái này thì dĩ nhiên rồi, hình thức bên ngoài mà. CPU chỉ bé bằng một cái hình vuông hoặc một hình chữ nhật đặt vừa ở trên lòng bàn tay. Thế nhưng thực tế ở bên trong đấy sẽ có rất nhiều những cái thành phần. Nhưng mà để cho dễ hiểu và dễ hình dung thì mình sẽ chỉ tập trung vào 3 thành phần chính. Thành phần đầu tiên có tên gọi là Control Unit, hay dịch nôm na ra là đơn vị điều khiển của CPU. Control Unit không có khả năng tính toán mà tác vụ là để điều khiển và đưa những cái tác vụ đó tới những cái đơn vị khác chịu trách nhiệm. Giống như là một người trưởng nhóm phân phối lại công việc cho những người ở trong team để có thể hoạt động được một cách trơn tru. Thì ở trong Control Unit có một đơn vị chuyên giải mã những câu lệnh các bạn đưa ra. Các bạn không thể nào ngồi máy tính bảo ê máy tính mở YouTube lên, máy tính các bạn sẽ không thể nào làm được như thế, mà phải thao tác trên bàn phím và chuột. Và những thao tác đấy khi mà đưa vào hệ thống máy tính thì sẽ được chuyển thành câu lệnh. Nếu như các bạn click chuột vào biểu tượng YouTube thì hệ thống sẽ phân tích và đưa ra kết quả cho các bạn truy cập. Hay là việc các bạn double click vào một icon bất kỳ ở trên màn hình thì hệ thống cũng dự đoán xem nếu như hai lần double click của các bạn đó thì sẽ mở ra biểu tượng mở lên cái icon đó, hay là các bạn muốn đổi tên cho icon, và sẽ so sánh với những câu lệnh được nạp sẵn ở trong CPU. Nếu như thỏa mãn lệnh nào thì máy tính sẽ đáp ứng cái lệnh đó. Tất nhiên các việc so sánh câu lệnh và thao tác sẽ diễn ra cực kỳ nhanh mà các bạn cũng không thể nào có thể để ý được. Tuy nhiên đối với những hệ thống máy tính cũ thì việc này sẽ diễn ra tương đối lâu ấy. Nếu như các bạn nào mà muốn trải nghiệm thử xem nó lâu tới cỡ nào thì có thể tìm lại những cái bộ máy cách đây khoảng chừng 10 hoặc 12 năm thì khi đó các bạn sẽ có thể trải nghiệm được. Thành phần thứ hai có tên gọi là ALU, Arithmetic Logic Unit. Nhiệm vụ của thành phần này sẽ là chịu trách nhiệm tính toán những phép tính cộng, trừ, nhân, chia và so sánh. Nhưng tại sao lại là cộng, trừ, nhân, chia? Bởi vì thực tế ra khi các bạn học được ở xung quanh bất cứ một thứ gì liên quan đến toán học, vật lý hay là hóa học, về cơ bản vẫn cứ là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Kể cả các bạn có đi làm hàng tháng này, được tính công hay tính lương thì mọi thứ liên quan sẽ đều được tính toán, và mình sẽ gọi thành phần này là Logic Unit. Và thành phần Logic Unit giống như là một người nhân viên vậy. Và cao hơn một chút về phần ALU thì mình nói thêm đó chính là về phần APU. Thực tế ra thì đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm tính toán những cái phép số thập phân như là 1/2, 1/3, và trong tất cả những mẫu CPU thì đều có hai thành phần này, và hai thành phần này sẽ có rất nhiều để có thể tính toán được. Thành phần thứ ba đó chính là về phần bộ nhớ register. Các bạn có thể hiểu rằng đây chính là một tờ giấy nháp hoặc là nơi lưu trữ những cái danh sách mà CPU cần thực hiện, và mình sẽ gọi register là thư ký của CPU. Sau khi CPU thực hiện xong một câu lệnh nào đó hay một phép tính thì người thư ký này sẽ chuyển cái dữ liệu đó tới RAM hoặc một thành phần linh kiện nào đó cần. Ở trong một CPU thì có rất nhiều những thư ký chịu trách nhiệm cho những cái tác vụ khác nhau. Một vài thư ký sẽ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và tính toán, hay là một vài thư ký khác sẽ chịu trách nhiệm gọi là quản lý dữ liệu ở trên RAM, bởi vì dữ liệu ở trên RAM sẽ lưu trữ một cách ngẫu nhiên, và nếu như không có người thư ký register này thì CPU sẽ khó lòng có thể lấy được dữ liệu một cách nhanh nhất được. Nhưng khi đã có rồi, CPU cần gì chỉ cần bảo người thư ký này thì cái dữ liệu đó sẽ lấy được cực kỳ nhanh. Thư ký register có tốc độ hoạt động và xử lý rất cao, rất nhanh, có thể tích hợp thẳng vào bên trong CPU. Tuy nhiên, bởi vì thành phần này, như mình đã nói, nằm ở trên CPU và tốc độ của nó nhanh, thế nên giá thành sản xuất sẽ cực kỳ cao và đắt đỏ. Thế nên dung lượng cũng thấp, chỉ khoảng vài kilobyte hoặc là vài byte mà thôi. Các bạn có thể hình dung được là những người thư ký này nhanh tới cỡ nào thì mình sẽ lấy ví dụ nhé. Hiện tại, ổ cứng gọi là ổ lưu trữ dữ liệu, quản lý dữ liệu chậm nhất là HDD, nhanh hơn HDD một chút là SSD, sau đó là RAM, nhanh hơn RAM đó là cache, và nhanh nhất chính là register. Và các bạn hãy nhớ rằng những cái thành phần mình vừa kể trên không hề nằm tách biệt nhau, mà tất cả những cái thành phần đó đều tích hợp thẳng vào một nhân của CPU. Và ở trên một mẫu CPU chúng ta có rất nhiều nhân, có những mẫu CPU 2 nhân, 4 nhân, 8 nhân, 16 nhân hay 32 nhân thì đều có những thành phần linh kiện như vậy. Họa chăng thì có một vài những mẫu CPU kiểu chuyên dụng thì sẽ có một thành phần linh kiện khác để phục vụ cho nhu cầu khác, thì cái đấy thì nó nằm ở trong một khía cạnh khác rồi. Và ở trong một CPU sẽ cực kỳ nhiều các linh kiện khác, ví dụ như kiểu là GPU tích hợp, cache này, các cái IO điều khiển. Nhưng mà về cơ bản, những cái thành phần linh kiện mình có nhắc ở trên đó là một trong những thành phần linh kiện quan trọng nhất mà các bạn có thể nhớ được và hình dung được cách một mẫu CPU hoạt động. Vậy thì làm sao để các bạn có thể ra lệnh hoặc là giao tiếp với CPU? Đó chính là một thứ có tên instruction, hay còn gọi là lệnh,
để các bạn có thể giao cho CPU. Ở trong một mẫu CPU sẽ có những cái tập lệnh khác nhau, có tên gọi là instruction set. Các mẫu CPU được nhà sản xuất nạp sẵn những câu lệnh cần thiết. Các bạn nghe đây không phải suy nghĩ rằng uầy, liệu phải lên mạng để tải những câu lệnh về cho CPU hoạt động không? Dĩ nhiên là không rồi. Những câu lệnh đó phải được có sẵn ở trong một mẫu CPU. Nếu như một mẫu CPU nào mà không có những câu lệnh có sẵn thì đó sẽ là mẫu CPU không thể hoạt động được. Và mỗi khi các bạn sử dụng một phần mềm, sử dụng ví dụ nhé, mình đang dựng một video ngày hôm nay bằng phần mềm Premiere, khi mà mình thao tác cắt video thì phần mềm đó sẽ gửi lệnh tới CPU cần thực hiện, đó chính là cắt cái video này. Và sau khi CPU đưa câu lệnh đó đi xuống những cái thành phần linh kiện để có thể phân công lại, và để các bạn hình dung nhé, để mình sẽ minh họa cho các bạn, sẽ có bao gồm là 4 bước. Bước đầu tiên, CPU sẽ lấy lệnh và đoán xem các lệnh bạn vừa gửi sẽ khớp với lệnh nào có sẵn và thao tác và lưu vào bộ nhớ của thư ký register. Bước thứ hai, sau khi CPU tiến hành giải mã và quyết định thành phần nào sẽ thực hiện thì CPU sẽ đưa cho các thành phần đó. Đến bước thứ ba, dữ liệu sau khi được giao đi sẽ tính toán và trả lại kết quả. Và bước thứ tư, sau khi ra được dữ liệu đó thì sẽ nạp vào RAM, ổ cứng hoặc bất kỳ thành phần linh kiện nào và lặp lại cái vòng lặp đó cho tới khi xong cái câu lệnh đó thì thôi. Thì ở trong một quy trình đầy đủ 4 bước ở trên thì được gọi là một cycle hay còn gọi là một chu kỳ. Thì đây là một đơn vị tính toán của CPU, và ở trong một chu kỳ hoàn chỉnh sẽ chỉ tính toán được duy nhất một lệnh mà thôi. Thì điều này sẽ gây ra hiện tượng hơi lãng phí một chút, và để tận dụng được những cái câu lệnh ở trong một chu kỳ và để tránh hiện tượng delay thì có một công nghệ có tên gọi là Super Scala giúp cho CPU có thể chạy được nhiều câu lệnh xử lý ở trong một cái chu kỳ. Và tất nhiên các mẫu CPU bây giờ đều được làm được như thế, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn dễ hiểu thôi. Và khi CPU hoạt động sẽ tạo ra xung để đồng bộ các hoạt động với nhau, và trong quá trình CPU tính toán và xử lý các lệnh thì cái xung này sẽ được gọi là xung nhịp của CPU. Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn, ở đây mình đang có mẫu CPU là AMD Ryzen 9 5950X, thì cái xung nhịp của mẫu CPU này thông thường sẽ đạt được là 3.4 GHz. Thì đây chính là xung hệ thống có thể tạo ra để đồng bộ những cái hệ thống lại với nhau, tức là những cái thành phần linh kiện lại với nhau đấy. Và để đo được sức mạnh của mẫu CPU trong việc xử lý tính toán thì người ta sẽ đo như nào? Người ta không thể nào bảo CPU là đi kiểu nâng tạ được, dĩ nhiên rồi. Thì sẽ có một cái có tên gọi là Instruction Per Clock Per Cycle, hay còn viết tắt là IPC. Cũng từ IPC này thì chắc chắn các bạn đã nghe quá nhiều rồi. Khi mà mẫu CPU mới ra mắt của Intel hay là AMD thì họ đều nói là uầy, mẫu CPU của chúng tôi đã được cải tiến IPC. Thế nhưng mà họ không nói rõ IPC là gì. Và để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ lấy ví dụ như này. Có anh A và anh B, cả hai anh đều làm việc trong một tiếng. Anh A có thể làm được đến 100 công việc, trong khi đó anh B chỉ có thể hoạt động được 80 công việc cùng một lúc thôi. Thì IPC cũng như vậy, tức là trong một chu kỳ thì mẫu CPU nào xử lý được nhiều hơn thì CPU đấy sẽ mạnh hơn. IPC càng cao thì dữ liệu trong một lần xử lý các bạn sẽ càng nhanh. Tất nhiên, những kiến thức mà mình vừa chia sẻ chỉ là những gì căn bản nhất về CPU. Ở trong tương lai thì mình sẽ đưa ra thêm những cái thông tin bổ sung và một cách cho các bạn dễ hiểu hơn và các bạn có thể hiểu sâu hơn về việc CPU có thể hoạt động ra sao. Và chúng ta sẽ tiếp tục những cái số soi sáng công nghệ trong tất cả những thành phần linh kiện ở trong máy tính. Và nếu như các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào hay quan tâm đến những thành phần linh kiện nào cần mình giải đáp thì đừng quên để lại câu hỏi ở ngay dưới mục bình luận của video. Mình sẽ cố gắng trả lời một cách gọi là tốt nhất cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.